B Audio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay B tiếp tục lên sóng cho quý vị một cặp loa. Cặp loa này thì không phải lớn nha quý vị, nhưng mà nó nằm trong một cái bộ sưu tập rất là nổi tiếng đến từ hãng Yamo. Và model của dòng cái cặp loa này là C9 Surround nha quý vị. Nó viết tắt chữ C9 Surround. Thì hiện nay nó còn đang bán trên thị trường cái dòng Surround 2. Đây là cái dòng Surround 1. Rất là nổi tiếng, nó nghe nhạc, nói chung là chúng ta bố trí ở chúng ta dùng để treo trên tường quý vị. Cái dòng này quý vị thấy nó có hai cái bát để chúng ta treo lên, hai cái bát này là nó có sẵn luôn như vậy nha quý vị. Và cái màu ngày hôm nay là cái màu đen, có một cặp hàng đã xài rồi nhưng mà rất là đẹp, đẹp như mới luôn. Và quý vị nhìn nó có hai mặt loa, một bên này hai loa và một bên này một loa. Bên hai loa này là gồm một loa bát và một loa trép nha. Màn của nó quý vị thấy cái màn tổ ong nè. Thường những cái đời mới của thằng Yamo thì nó sẽ làm cái màn như thế và thế này nha quý vị. Những đôi loa mà bình thường hay bán của Yamo. Và một cái bên này là loa mid range nha quý vị, thì nó bố trí một mặt bên đây. Lưới tem còn đầy đủ hết nha quý vị. Lưới tem còn đầy đủ hết. Kích thước của cái dòng loa này nó có chiều cao 35 thôi. Chiều cao của nó là 35. Chiều sâu là 19,6. Còn chiều rộng là 31,8. Công suất nó dao động từ 120 tới 180W trên một thùng. Độ nhạy là 87 dB, trở kháng là 6 ohm. Và bị bán nhanh luôn với mức giá là 4 triệu 300 ngàn. 4 triệu 300 ngàn nha quý vị. Có một cặp nhạc thì tí nữa bay sẽ thử rồi. Và bây giờ bị quay sơ cặp loa này là nó đẹp như mới thì không có chỗ để chê quý vị ạ. Tại vì nó đẹp như mới mà. Cái đây là một cái dòng mà nó dùng sử dụng hoàn toàn cái công nghệ mới quý vị. Hoàn toàn công nghệ mới hiện nay, quý vị cũng biết là những cái dòng loa bây giờ thì nó ít ít khi nó sử dụng lại những cái công nghệ ngày xưa, ít nha quý vị. Đây quý vị thấy hai mặt bố trí rất là căng sớm luôn, rất là căng sớm. Quý vị thích để trên kệ thì quý vị để, còn nếu như cái không gian phòng mà quý vị thích treo ở những cái góc thì tùy quý vị thôi. Mức giá 4 triệu 3 có một cặp nha quý vị. Model nè, bill quay lại phía sau quý vị xem. Và dòng này Yamo là một thương hiệu đến từ Đan Mạch. Nhưng mà giờ như Calip nó mua lại rồi quý vị. Và nó được sản xuất tại Trung Quốc nha, được sản xuất tại Trung Quốc. Số điện thoại của B bên góc màn hình 0907 386 304. Và quý vị cũng đừng quên là B vẫn bán USB và ổ cứng chiếc nhạc sẵn nha. USB thì 800 ngàn, ổ cứng thì 2 triệu đồng, ổ cứng thì 1.000 GB, USB thì 128 GB. USB nó chứa được gần 2.000 bài nhạc quý vị. Rồi bây giờ B mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái đôi loa Yamo. Model là C9 sọt nha quý vị. Được mãi ở bên người dù đời cay đắng.
ơi, anh cứ nói câu chờ anh nhé. Đến bao giờ? Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Cùng